Có thể để Xuân Hà kết hôn trước có được không? Hay là chúng ta hãy tổ chức đám cưới chung luôn đi, có được không vậy? Tôi sẽ nhường cho tụi nhỏ trước. Tôi đã nói cho dù dùng cách gì cũng phải ngăn cản cuộc hôn nhân này, vậy nên tôi sẽ kiên trì cho đến cùng mới phải. Được, dừng tay lại ngay. Rốt cuộc thì con đã làm gì? Vì ông Park Hồ sức vậy hả? Hội đồng quản trị đã định họp bàn việc miễn nhiệm. Trước mắt thì có vẻ như vụ này sẽ được các cổ đông thông qua. Còn cậu, nếu bây giờ có thể thay đổi ý định thì Tổng Giám đốc Giang có thể thông qua cuộc họp cổ đông.